tử vi tuổi Hợi tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích cực và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vận trình những gia chủ của tuổi Hợi sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 12 âm lịch. Hãy cùng theo dõi các video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Hợi. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Hợi sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 2 năm 2021, tức ngày 23 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 và Quý Hợi sinh năm 1983. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 2 năm 2021, tức ngày 3 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 và mệnh chủ Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những hành động không cần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 2, tức ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Kiên. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 2 năm 2021, tức ngày 31 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có
có nạp âm là thành đầu thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 2 âm lịch, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí của người tuổi Hợi khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực, hãy luôn nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Sự nghiệp của những người tuổi Hợi có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm này, bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Với sự thông minh và tài hoa của mình, bạn có thể bình tĩnh, khắc phục khó khăn, thậm chí mở ra hướng đi mới, giúp giải quyết công việc nhanh chóng hơn, khiến mọi người đều thán phục. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc, phần hanh thông, rộng mở, quý anh chị tuổi Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nên thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Cả hai đều là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài lộc của người tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch đạt ở mức bình ổn dưới sự che chở của ngũ hành trường sinh. Hơn nữa, tam hợp thúc đẩy khiến mọi việc đều tiến triển nhanh chóng, giúp bản mệnh gặt hái được thành quả dù không phải cố gắng quá nhiều. Mặt tốt là bạn có thể đạt được những thành tích tốt trong lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Sự đoán về tình duyên của người tuổi Hợi trong năm Tân Sửu cho thấy rằng đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Khi tam hợp quý nhân, khi tam hợp xuất hiện cũng là lúc cơ hội tốt để người tuổi Hợi đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp. Trong thời gian này, có thể bạn gặp người ấy ở một trong các cuộc giao lưu, họp nhóm để tăng cường vận khí, giúp con đường, công danh, tài lộc của bản mệnh được hanh thông, rộng mở. Thì quý gia chủ hãy mang bên mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm có công dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nghiêm trọng. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và các người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Tử vi chi tiết của tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tân âm kim gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Hợi cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bản mệnh nên phát lộc một chút bằng việc đi chùa, lễ bái và công đức.
Thiện từ tâm sẽ cảm thấy thoải mái, thư thái và yên tâm hơn bao giờ hết. Ngoài ra bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để kích hoạt tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân, tương trợ và giúp đỡ bản mệnh. Đồng thời vật phẩm sẽ mang lại may mắn và bình an cho bản mệnh. Thứ hai, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bước sang tháng 2 âm lịch, những người sinh năm Tân Hợi gặp khá nhiều may mắn. Chỉ cần cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ thu được kết quả. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh. Có người cần phải thường xuyên ra ngoài để tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Ngoài ra, người tuổi Tân Hợi nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trong tháng 2 âm lịch, vận thế của người tuổi Quý Hợi không mấy tốt đẹp để xảy ra xung đột, mâu thuẫn với mọi người trong sự nghiệp. Tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến với sự nghiệp của bản mệnh. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần phải có những thay đổi, những bệnh tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người cấp trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần, dĩ hòa vi quý, không nên có những chuyện quyết định bốc đồng. Ngang ngược, bên cạnh đó, những người còn độc thân có thể được đón nhận niềm tin trong chuỗi tình cảm. Tuy nhiên, bản mệnh cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn và tài lộc. Thứ tư, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Năm Canh Tý là một năm khá may mắn đối với người tuổi Ất Hợi. Vận thế của người tuổi Ất Hợi có những bước phát triển tích cực trong âm lịch, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu như tinh thần học tập nghiêm túc của họ không lười biếng, ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo, giúp tăng cường vốn hiểu biết của mình. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên sẽ đem những cảm xúc tiêu cực chút lên một nửa của mình. Trong tháng, những gia chủ tuổi Ất Hợi còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán trong mọi việc sẽ dẫn đến thất bại trong nhiều thứ. Tuổi Ất Hợi cần năng động hơn, mạnh mẽ, mong mới có thể thành công. Để thành công và may mắn hơn trên con đường công danh, sự nghiệp, giúp bạn vạn sự như ý và các gia chủ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm còn có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 âm lịch của các gia chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc, quý anh chị hãy liên hệ trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!